Khu nhà trọ ở thành phố Osaka này thoạt nhìn cũng giống như những ngôi nhà cho thuê khác. Duy chỉ có cách tính phí thuê nhà là khác biệt. Quy định này cũng khá đơn giản. Trong thời gian ở trọ, nếu người thuê nhà giảm cân thì họ sẽ được giảm chi phí khoảng 10 đô la Mỹ trên 1 kg trọng lượng mất đi. Còn ngược lại, họ sẽ phải trả thêm tiền với mức giá tương tự như thế. Công ty tài trợ dự án cho thuê nhà trọ trên chuyên kinh doanh mỹ phẩm và các dụng cụ làm đẹp. Họ thiết kế chương trình nhằm động viên phụ nữ chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Sau 8 tháng hoạt động, đã có hơn 20 khách đến trọ. Các cô thường đến khu tập thể dục để rèn luyện thân thể, nhằm được giảm giá theo chương trình cho thuê đặc biệt này. Mặc dù việc ở trọ tại Nhật Bản không mấy phổ biến, nhưng các cô gái đến đây đều rất hài lòng. Tôi rất lo lắng khi lần đầu ra nhà. Ở nhà trọ này, giá thuê phòng sẽ được giảm nếu tôi giảm cân. Ngoài ra, dù xa gia đình, nhưng tôi lại được các khách trọ khác quan tâm, do đó không mấy bỡ ngỡ. Theo tôi, việc ở trọ tại đây là nhất cử lưỡng tiện. Mặt khác, nhà trọ phục vụ thức ăn nhanh miễn phí cho khách. Vì vậy, mọi người cũng lưu ý đến chế độ ăn uống và luyện tập của mình nếu muốn tiết kiệm một khoản tiền thuê phòng khi lưu lại tại đây.